Trùng Hương Quảng Nam xin mến chào tất cả quý anh chị em nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ cho Trùng Hương ăn trứng gà để bầu bổ sức khỏe nha anh chị em. Là trứng gà đây anh chị em. Trứng gà mình không thể là cho nó ăn nguyên một trứng được nha anh chị em. Mình phải đập ra. Đập ra để cho nó dễ ăn, chứ có một trứng là nó ăn nó sẽ rớt nha anh chị em. Giờ sẽ mình sẽ đập ra. Đặt ra cho quý anh chị em xem. Đặt trong bể rồi. Mình vừa quay mà mình vừa đặt đó thì cũng khó nghe quý anh chị em. Để mình sẽ đặt hết ra rồi mình quay rồi mình sẽ cho chọn ngay cho quý anh chị em xem nha. Chứ mình mà vừa cầm cái điện mình vừa cầm mà mình vừa quay á thì cũng rất là khó nha quý anh chị em. Bỏ luôn rồi nó còn nó ăn được vỏ được là nó có canh xì luôn à, quý anh chị à. Như vậy đó quý anh chị. Bây giờ là mình đập rồi đã sang rồi quý anh chị em thì mình sẽ quậy rồi quậy trắng đều ra nha quý anh chị, quậy ra cái tầng đỏ với tầng trắng cũng đều rồi nha quý anh chị. Rồi mình sẽ cho chồng em thì trứng gà là có nhiều rất là nhiều chất bổ nha chị. Cho chồng ăn là mình sẽ cho nó ăn cho nó có chất bổ nha quý anh chị em. Để mình sẽ cho chồng ăn cho quý anh chị em xem nha. Chúng ăn không? Đó. Cái của mình đã đoan lên giống ra nghe quý anh chị em. Sẽ quay phải còn khóc để cho nó ăn cho quý anh chị em xem nha. Con này nó cũng lười gì con này lười đó quý anh này nó rất là lười đó. Con này chúa lười đó. Tay xuống ăn xuống ăn đây nó kẹt mình ơi còn dữ lắm đó tay quý anh này dữ kinh lắm đó mô cũng khạc cho được cái cần ơi cho em mà khạc biết đấy cậu cũng hùng lẫn hùng có dạ luôn ăn không xuống nghe này kẹt cái này à xuống đây ăn rồi ăn trứng này đây ăn cái gì mấy thì xóa nhiều gương này. Đó. Đó, máy xuống đó đó nghe, xuống đó hẹn nghe chưa? Không? Để mình sẽ cho con đi ăn nghe quý anh chị. Cái hử mồm hử cái điện thoại hết trơn á. Đây, ăn đây. Mô cũng rứa hết trơn á. Chồng mình là chồng chống to nghe quý anh chị, rất là dè đầu. Này xuống đây em đây xuống đây kìa xuống đó xuống đây đây mô dạy cũng tiến người tiến đồ ấy đây xuống đoạn còn ăn nó nè ăn quen chị rất là thích ăn trứng gà thầy lắm trứng gà lại ăn 30 giây
tử na lại này, xuống đây này. Hoài không hết này. Giờ quá đi mà giờ chứ mà giờ không nữa, cái lòng 60 mà đứng cũng không đủ gì thôi chứ. Rất là thầy mang đứng đoàn này, hàng rất là nhanh đó, không ngon không ăn hết liền đó đó hả, tại ăn không hôm nay là đó lên giống là của anh vậy rồi đó, dở lắm. Được ăn đứng gòa ngon quá rồi chị nữa, ngon không sure. Quá sướng. Bây giờ thôi mình lùi clip đến đây cũng kết thúc. Quý anh chị em xem clip mà có hay thì cũng nhớ ủng hộ Ly Kê và đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào tất cả quý anh chị em, chúc quý anh chị em vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha quý anh chị em. Xin chào tất cả quý anh chị em nha.